Tấm chào các bạn nha. Tiếp tục của chuyến câu tại xã Tân Hiệp, huyện Bù Đốp các bạn. Chuyến này là buổi chiều. Hồi sáng thì clip có clip buổi sáng, còn buổi chiều thì có clip buổi chiều. Buổi chiều này thì tám câu thì chủ yếu đi câu cá rô đồng các bạn. Tại có rô đồng ở đây rất ngon. Cá phải nói là cá thiên nhiên luôn đó. Ở cái khu này thì cái khu này gọi sao ta, cái khu này là họ là cái khu bán thiên nhiên của người ta. Lúc trước người ta làm cái khu homestay các bạn, nhưng mà do là ở đây cái lượng khách nó không có đó, rồi người ta cũng bỏ rồi. Bà tám có quen bà chị đây là tắm vô tắm câu. Cá này thì thiên nhiên 100% các bạn. Ở đây đặc sản đây là cá rô biển. Cá rô biển rất là ngon. Sáng giờ tắm câu được cũng khá là nhiều cá rô biển nha. Bây giờ buổi chiều tắm đi câu cá rô đồng. Rô đồng ở đây rất ngon các bạn. Các bạn thấy tắm giật lên con nào cũng thấy nó mập ú, nó tròn vo, mà đặc biệt là nó phải 3 ngón tay. Con nào nhỏ lắm phải 2 ngón hở. Rồi thì đầu video tắm chúc mọi người xem video của tắm vui vẻ nha. Cá gì, cá trôi hả, cái gì, cá chấm đen hả, ăn nữa các bạn ơi. Cá gì ăn kỳ vậy, ăn sao giống cá rô đồng ăn quá à. Ăn đi sao giống rô đồng quá các bạn ơi. Cái gì, ủa ô, rô biển cũng ngon ghê nè, rô đồng chứ. Đã không các bạn? To nha các bạn, chứ không nhỏ đâu nha. Ăn các bạn ơi. Cái gì đây? Ăn kiểu này chắc cá rô quá. Ăn cái này chắc cá rô quá các bạn. Ngậm à. Nóng nhẹ lên rồi còn. Ngậm à các bạn ơi. Ngậm rồi nè, đó biết lắm mà. Biết cá rô mà. Thấy nó lộn một cái chốc là biết nó rồi. Thấy nó lộn một cái bốc là biết nó rồi các bạn. Ghê nè, vậy mà giật mấy cái sảy hoài. Để ra đi, chút bỏ vô. Để đi vô trong lấy cái ống mưa ra này, nó lôi công cần. Cái rô đồng đầy đã thiệt các bạn. Phải nói là cá rô đồng đây là rất là con nào cũng lấy rất là ngon. Không ăn thôi, ăn là con nào cũng lấy chất lượng.
mày hả mày, cái gì? Cái gì đây? Con đồng hả? Rồi bỏ đi nãy giờ. Ô sao quá con đồng. Con đồng quá ngon các bạn ơi. Đã các bạn. Cá rô đồng. Câu dưới đáy cá rô này về cỡ này không? Sao rồi? Rô đồng mà cỡ này. Nói chung là rô đồng mà cỡ này là dạng VIP rồi nha các bạn. Cỡ này là ngon lắm á. Chứ không phải giỡn đâu. Ăn nữa các bạn ơi. Nó nè, ủ sờ quá đã các bạn ơi, rùa biển một cỡ rồi. Quá ngon, quá đã các bạn. Ăn các bạn ơi. Cá gì đây? Ủa sơ, rô biển nữa. Quá đã các bạn ơi. Cá thiệt là ngon. Cỡ rồi các bạn. Một lứa, ngon ghê nè. Ăn các bạn ơi. Cá gì? Cần ngày này là dưới đáy. Ăn đáy là không phải rô biển đâu. Cái này chắc rô đồng quá. Cá gì các bạn? Ủa sơ. Cái gì? Trời ơi, con cá rô đồng. Con cá rô đồng nè. Má ơi. Đây nè. Trời ơi. Cá rô đồng các bạn ơi. Ôi trời. Trời ơi, quá đã luôn. Ăn lại các bạn. Cho mày xảy nữa nè. Ủa sợ. Cái gì của biển nữa. Quá đã các bạn ơi. Của biển ngon ngon không à. Quá đã. Cá gì? Nãy giờ giật gió nhiều lắm rồi nha. Hai con ăn luôn. Con ngoài con trống ăn luôn. Này cá rô có chắc luôn rồi các bạn. Cá rô nè. Biết luôn mà thấy không? Biết chắc là cá rô. Ủa cá rô biển hả? Sao ăn giống cá rô quá vậy? Đã không? Nói quay ở đây đi hàng kia. Các bạn coi rô đồng mà ngon gì không? Rô đồng cỡ này thì thôi, hết bài. Này mày về kho, trời ơi, kho mỡ, kho tê, kho me hay là cái gì ta, kho bầu. Số 1. Ngon lắm các bạn ơi. Như là ngậm luôn rồi các bạn ơi. Đó nè, chết cha. Rồi, đứt đường nhợ nữa rồi luôn, mất cái phao rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Con cá gì?
ăn lại các bạn ơi. May cả gì, ổ ổ ổ vậy mới được chứ, đâu có giỡn được. Đâu có giỡn được các bạn. Cũng ngon các bạn. Đó, còn có nó vô vậy biết các bạn, nó vô nó ăn ăn gì cái nó vô nó đá phao cái đã. Ồ có con cá gì ta, ồ con cá bự các bạn ơi, phải nói không phải có không. Ủa 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 ủ quá đã, ồ ơi. Quá ngon các bạn ơi. Ủa, ăn lại quá. Cho mày xảy nữa nè. Giỡn hả mày, có cái nhánh bình bát rồi dở ghê ta. Cũng không lớn lắm các bạn, cũng được thôi. Mày hả mày, xảy hoài hả mày, cá đâu có nhỏ đâu mà cứ xảy hoài. Con này không lớn các bạn, giỡn với tao hả mày. Gì ăn kỳ vậy, cái gì ăn kỳ vậy, đâu phải nhỏ đâu mà ăn kỳ cục. Vô ngâm phao đi. Là đà tâm tưởng nó cái rô đồng các bạn, ngon ghê nè. Ăn lại các bạn, ăn nữa. Ăn nữa nè, ủa, úi trời. Quá đã các bạn ơi. Đây, khúc này ta cá bự sống nha. Khúc này các bạn thấy không? Khúc này nãy giờ tắm bắt can là cá bự không? Mà cái ổ này nãy giờ cá bự không các bạn? Chỉ có giật một chút cái đầu. Các bạn nói ê á, cái rồi mình xả chứng kiến nó đi các bạn, xả các bạn đi chút xíu quay lại là đậm mà. Cái rô biển mà cỡ này là ngon nha các bạn, cỡ này là trời ơi ngọt, thịt nó ngọt ngon lắm mà nó mềm sướng lắm. Không lẽ xảy mày hoài mày, không lẽ xảy mày hoài. Ủa đâu phải nhỏ đâu, con này không biết phải nó còn nãy không, con này bự quá. Một lứa các bạn, con nào nấy trọng trọng không các bạn ơi. Rồi tắm rút các bạn ơi, cục nhà cũng xa quá. Để tắm review lượng cá cho các bạn xem ha.
buổi chiều nay có được mấy con thác lát, mớ rô biển, mớ rô rô đồng. Rô đồng ở đây rất ngon các bạn. Rô đồng ở đây phải nói là số 1. Giờ này nó giận quá trời mà phải đi về rồi các bạn ơi. Nay chắc cũng được mới. Cá rô biển thì tắm bỏ rộng ở ngoài kia rồi các bạn. Sợ nó ương là tắm ra rộng có bộ rô biển trước à. Được mấy thác lát. Bắt được mấy mớ ốc à. Ốc bu vàng mà nó bự ghê. Bu vàng mà các bạn coi. Ủa, con này giống bu đen quá ta. Bu vàng. Bu vàng chứ mà mấy ở cái vùng này có bu vàng nó ngon lắm các bạn. Đây. Được một mớ cái đồ đồng cũng ngon. Nha. Rồi, kết thúc video các bạn ơi. Hôm nay tắm lu bu công việc quá không có thời gian đi câu. Tắm cũng sorry mọi người nha. Tuần này là bắt đầu rảnh rồi các bạn. Tha hồ mà chiến các bạn ơi. Nói gì nói chứ nói gì nói cũng phải lo chén cơm trước các bạn. Rồi Tám cảm ơn mọi người xem video của Tám nha.